Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin xe tải đông lạnh và nhà xác dã chiến ở New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đã bày tỏ sự bàng hoàng khi ông nhìn thấy những chiếc túi đựng thi thể bệnh nhân ở viêm phổi Vũ Hán chất đầy hành lang của bệnh viện Helmholtz ở New York. Phát biểu trong ngày 29 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Donald Trump mô tả cảnh tượng bệnh viện Helmholtz ở Queens, khu vực nơi ông sinh ra và lớn lên ở New York, thông qua những hình ảnh ghi nhận được trên truyền hình và truyền thông về những túi đựng tử thi trong xe tải mà ông nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy. Đây là hình ảnh xe tải đông lạnh xếp hàng chờ vận chuyển xác nạn nhân viêm phổi Vũ Hán ở New York, Mỹ vào hôm 29 tháng 3 năm 2020. Ông Trump đã nói như sau: "Tôi đã thấy nó trong tuần qua trên truyền hình. Những túi đựng tử thi ở khắp nơi, trên cả các hành lang, tôi thấy họ mang chúng lên các xe tải. Xe tải đông lạnh, đó là những xe tải đông lạnh vì họ không thể xử lý tất cả mọi tử thi bởi nó quá nhiều. Đó là những cảnh tượng ngay chính tại khu tôi ở, Queens, New York." Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định thêm rằng: "Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây." Tuy nhiên, đài truyền hình CNN cho hay không có bằng chứng nào cho thấy có những túi thi thể được xếp ở hành lang ở bệnh viện Helmholtz như vậy. Hãng tin chỉ ghi nhận việc nhân viên y tế chuyển các thi thể lên những chiếc xe tải đông lạnh nằm giảm tải cho các nhà xác ở đây. Tổng thống Donald Trump nói thêm rằng: "Khi tôi thấy những chiếc xe tải đến để đưa các xác chết ấy đi, ý tôi là những chiếc xe tải xếp hàng dài như vườn hồng ở trong Nhà Trắng, và chúng đến để đưa xác đi. Và bạn nhìn vào bên trong thấy những chiếc túi đựng xác màu đen, bạn thắc mắc, có gì ở trong đó? Đó là bệnh viện Helmholtz, chắc phải là đồ tiếp viện, nhưng đó không phải là đồ tiếp viện, đó là những con người ở bên trong những túi đó," ông nói. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tràn từ Trung Quốc sang khắp nơi trên thế giới và thực sự làm cho ông Tổng thống Mỹ Donald Trump lo lắng khi ông quan sát được những gì đã diễn ra xung quanh mình và những gì đã xảy ra đến với những người xung quanh ông. Đây là hình ảnh bảng điện tử khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách với những người khác để phòng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Manhattan, New York. Hình ảnh được chụp ngày 26 tháng 3 năm 2020. Nhà lãnh đạo của nền kinh tế hàng đầu thế giới cho biết thêm như sau: "Tôi từng nhìn thấy cảnh tượng này trên TV ở những vùng đất xa xôi. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này tại đất nước của mình. Tôi đã thấy những điều đó mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó." Tổng thống Trump cũng chia sẻ câu chuyện về một người bạn của ông cũng phải nhập viện vì viêm phổi Vũ Hán và một ngày sau đó rơi vào hôn mê. Ông Trump kể lại như sau: "Tôi có một người bạn đã nhập viện. Ông ấy hơn tuổi tôi và ông ấy hơi nặng nề. Nhưng ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy nhập viện này, một ngày sau đó ông ấy hôn mê. Tôi hỏi tình trạng ông ấy thế nào. Thưa ông ấy đang hôn mê, ông ấy đang bất tỉnh. Tình hình ông ấy không được tốt, tốc độ phá hủy của cúm Vũ Hán rất khủng khiếp, đặc biệt nếu vào đúng người, thật kinh khủng." Tổng thống Trump đã chia sẻ như vậy. Và Mỹ hiện là vùng dịch lớn thứ nhất trên thế giới với hơn 140.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, với khoảng 2.500 ca đã chết. Đây là hình ảnh bệnh viện Helmholtz ở New York, Mỹ. Tính đến nay, khoảng 60.000 cư dân thành phố New York đã được xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. New York trở thành bang có nhiều ca nhiễm nhất trong cả nước. Queens, quận đông dân nhất cũng là quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở New York, với có hơn 10.000 ca nhiễm ở đây. Chỉ riêng trong ngày 29 tháng 3, tại New York đã có 98 người mất mạng vì viêm phổi Vũ Hán chỉ trong vòng có 7 tiếng đồng hồ. Chính quyền New York đang kêu gọi hỗ trợ hàng chục nghìn máy thở, giường bệnh và giường chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Helmholtz là trung tâm của cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở New York và các bác sĩ đang nỗ lực ứng phó với số bệnh nhân đang ngày càng trở nên quá tải. Tuần trước, ít nhất 13 bệnh nhân đã tử vong chỉ riêng ở Helmholtz, bệnh viện này, trong một ngày, theo số liệu của cơ quan y tế New York cung cấp. Và cũng trong ngày 29 tháng 3 năm 2020, hình ảnh gây chấn động về thực trạng dịch viêm phổi Vũ Hán ở New York đã được lan truyền trên mạng và được truyền thông trong nước đưa tin rất nhiều.
Đây là hình ảnh người y tá đã chụp các bao đựng thi thể ở trong thùng xe gửi cho báo BuzzFeed. Vào ngày 29 tháng 3, phóng viên Miranda Ed của trang BuzzFeed của Mỹ đã đăng một bức ảnh trong một bài viết khiến người đọc cảm thấy sốc. Bên trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh là các túi đựng thi thể người được xếp ngay ngắn thành hai hàng. Trang tin Quantra cho hay, bà Miranda Ed nói hình ảnh này đã được một y tá trong bệnh viện ở Manhattan, New York chụp gửi đến với mục đích để mọi người thấy được những gì mà các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải trải qua, là thực tế khiến người ta dựng tóc gáy. Theo BuzzFeed, vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 3, người y tá ở New York 38 tuổi này đã tiếp cận trạm dừng xe cứu thương của bệnh viện sau ca làm việc. Ở đó, một chiếc xe tải đông lạnh đang đỗ, chuẩn bị chở những bệnh nhân tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Ông đi đến xe tải, mở chốt cửa xe và chụp được bức hình này. Người y tá phòng cấp cứu này nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với BuzzFeed rằng: "Tôi đã đưa bức ảnh này cho người khác xem, đây là một thực tế khủng khiếp mà chúng tôi phải đối mặt. Một số người trong chúng tôi cũng đã chết." Ngoài ra, một đoạn video được ghi lại bên ngoài bệnh viện Berkeley ở phố Fulton Green, quận Berkeley, New York vào hôm 29 tháng 3 cho thấy các nhân viên y tế dùng xe nâng thi thể những bệnh nhân chết vì nhiễm viêm phổi Vũ Hán lên một chiếc xe tải đông lạnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông quay phim liên tục lặp đi lặp lại câu nói như sau: "Đây là sự thật, ngay tại Brooklyn, đây là bệnh viện Brooklyn, đây là sự thật," với giọng rất bàng hoàng. Và trước đó mấy hôm, vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên kể từ khi sự kiện ngày 11 tháng 9, thành phố New York đã phải mở các nhà xác dã chiến. Đây là hình ảnh nhà xác tạm thời bên ngoài bệnh viện BV ở Manhattan vào ngày 26 tháng 3 do phóng viên Richard của tờ báo The Defenseman chụp được. Họ cũng tận dụng những chiếc xe tải đầu kéo đông lạnh dùng làm nơi lưu trữ tạm thời các thi thể bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở đây. Những chiếc xe đông lạnh và nhà xác đặt bên ngoài hành lang bệnh viện thành phố sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp. Lần cuối cùng ở New York phải áp dụng những biện pháp căng thẳng như thế là sau loạt tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi họ phải giải quyết hàng chục ngàn bộ phận thi thể của 2.753 nạn nhân thiệt mạng trong Trung tâm Thương mại Thế giới. Việc thành lập các nhà xác dã chiến là tín hiệu cho thấy thách thức lịch sử đang đặt ra với nước Mỹ nói chung và thành phố New York trước cuộc khủng hoảng y tế quốc gia vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Và cũng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải rút lại kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế vào giữa tháng 4 như ông đã định làm trước đó. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo cập nhật về tình hình bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán tại khu vực Vườn Hồng, Nhà Trắng ở Washington DC vào hôm 29 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29 tháng 3 đã gia hạn thêm lệnh ở nhà cho đến hết tháng 4 và từ bỏ kế hoạch bị nhiều chỉ trích về việc đưa nền kinh tế vận hành trở lại vào khoảng giữa tháng 4, sau khi một cố vấn hàng đầu về y tế cảnh báo rằng sẽ có hơn 100.000 người Mỹ có thể sẽ chết vì sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Quyết định đảo ngược của ông Trump mà ông nói là sẽ tiết lộ thêm chi tiết vào ngày 1 tháng 4 được đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm và số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không ngừng tăng cao và cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ông Trump nói tại cuộc họp báo cập nhật về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại khu Vườn Hồng, Nhà Trắng với sự có mặt của các cố vấn hàng đầu và lãnh đạo doanh nghiệp rằng đỉnh điểm, tức là điểm cao nhất của tỷ lệ tử vong có khả năng sẽ xảy ra vào 2 tuần nữa. Ông nói với người dân Mỹ rằng bạn tuân thủ tốt ngày nào thì cơn ác mộng sẽ chóng kết thúc ngày đó. Tuy nhiên, Tổng thống tin tưởng rằng nước Mỹ có thể sẽ trên đường hồi phục kinh tế vào khoảng ngày 1 tháng 6 năm 2020. Hy vọng các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra các biện pháp chế ngự loại dịch bệnh tai ác này để cơn ác mộng của toàn cầu nhanh chấm dứt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.